tím này nó đẹp ghê á. Thôi đi, giờ thì Jin đã sáng mắt chưa? Nè, ba người người ta chọn màu tím, chọn ra màu xanh. Cái này thì em chưa kinh nghiệm. Chọn nó là bác sĩ không có thời gian đi chơi với người yêu. Lý là cái đâu lạ lùng vậy? Anh Thành có nhớ không? Em có nói là về cái vấn đề giới tính thì em chưa có chắc chắn. Em chỉ nói là độc thân hay đã có chủ thôi. Em có nói vậy hả? Anh sẽ tua đi tua lại cái đoạn mà em nói người ta học hành mà không có người yêu nha. Ok, mời bạn chia sẻ với bản thân mình một chút ạ. Xin chào Trinh, xin chào bốn vị cố vấn ạ. Mình tên là Huỳnh Tiến, mình ở Vĩnh Long và mình đã học tập và làm việc ở Cần Thơ được 11 năm rồi ạ. Mình đang công tác tại khoa hiếm muộn của một bệnh viện tư nhân tại Cần Thơ. Mình thấy công việc này là một trong những công việc khá là lạ. Tại vì sao bạn chọn nó? Từ nhỏ thì em đã thích giúp cho người khác rồi. Ngành nào nó cũng sẽ giúp cho những người khác tốt hơn cả. Nhưng mà riêng về hiếm muộn, nó đem đến cho người ta nhiều sự hạnh phúc hơn. Rất nhiều người cần mình giúp đỡ. Và mình làm bằng cái tâm, bằng sự chân thành, bằng hết cái khả năng của mình. Và bạn chọn công việc này là vì bạn thật sự muốn chia sẻ cái niềm vui đối với người khác, đúng không ạ? Chứ đâu có nhất thiết. Như Khánh Chi nói ngay lúc đầu là nhiều khi vì vấn đề là mình muốn có con nhưng mà không được, mình mới chọn công việc này, đúng không? Dạ không ạ. Đơn giản là hồi lúc đi thực tập thì chứng kiến những cặp vợ chồng hiếm muộn. Và khi mà họ biết được tin họ có con thì cái sự vỡ òa của họ làm cho em rất là cảm động. Và em nói rằng nếu có điều kiện thì em sẽ công tác ở khoa này để có thể giúp đỡ. 64 Vĩnh Long mãi đỉnh. Trong cái nhóm LGBT thì bạn nằm ở chữ nào? Thực ra thì em đã có người yêu rồi ạ. Thấy chưa? Tím đỏ. Tím đỏ. Xin phòng mái tua lại những gì Gin Tuấn Kiệt đã nói về sự học hành và không có người yêu của người ta. Chắc là em sẽ nghĩ là anh này độc thân tại vì anh tốn 11 năm để tu nghiệp rồi. 6 năm học bác sĩ và thêm 5 năm để ảnh chuẩn về cái ngành nghề của anh đó. Những người bạn của em học là rất là cực. Cái thời gian mà yêu đương sẽ rất là hạn hẹp cho nên là sẽ khó có người yêu. Độc xin lỗi người ta đi. Jin còn xanh và non như cái bảng Jin đưa. Học khó thì khó nhưng người ta cũng phải yêu chứ, đúng không em? Dạ đúng ạ, nhưng mà thực cái việc mà ban cố vấn chọn em màu tím thì không có gì bất ngờ hết ạ. Từ lúc mà em tiếp xúc trong môi trường hiếm muộn thì em đã tập cái sự nhẹ nhàng rồi ạ. Tại vì những bệnh nhân đến với mình có rất nhiều cái cảm xúc mà chắc chắn phải có sự nhẹ nhàng thì mình mới có thể nói chuyện với họ được. Thậm chí có rất nhiều cặp tính từ bỏ điều trị nhưng mà nhờ cái sự nhẹ nhàng, cái sự chân thành của mình thì người ta quay lại điều trị. Và khi họ thành công rồi thì mình cảm thấy cái sự lựa chọn về nhẹ nhàng có thể dẫn đến cái việc người ta nghĩ mình là LGBT là cái chuyện em cảm thấy không có gì là tiếc cả. Tại vì nếu như nói em là một người để mà hướng dẫn người ta về cái chuyện mà hiếm muộn thì nhìn và tin ngay. Ví dụ những cái người mà với ngoại hình mà mồm miệng như Võ Tấn Phát hay là Lâm Khánh Chi mà nói là tư vấn những điều này thì chứ có thể là sẽ khó tin hơn, đúng không? Đó là lý do vì sao cùng là Vĩnh Long nhưng người này làm cái này, người kia làm cái kia. Nói lại vậy, người yêu em là cùng công việc không hay là... Người yêu em cũng làm chung khoa hiếm muộn với em luôn ạ. Vậy tốt quá. Chia sẻ được cho nhau. Người yêu em có đến đây không? Dạ có, bữa nay có đi. Wow, wow. Đây là cuộc chơi người khác sẽ có. Đài gì đó. Tôi sẽ... Một, hai, ba, đứng lên. Xin lỗi ạ. Đứng lên, xin lỗi người ta. Đừng có che mặt, mình làm sai, mình phải nhận lỗi đàng hoàng nè. Tất cả chúng ta sai hết rồi. Và tôi hiểu tại sao biên tập được trả lương cao rồi. Là để làm những điều này thưa quý vị ạ. Vâng, wow. Em đã thấm thía điều này. Tôi sốc. Thật sự tôi bàng hoàng. Tôi vẫn chưa tỉnh được. Tôi xỉu. Dạ. Không sao ạ. Em là ai? Em là em gái của anh ta phải không? Em đến em trả hình phải không? Em nghĩ là phải có cái twist cuối còn cùng. Còn nữa hả? Anh, còn twist hả? Em muốn là chỉ twist một lần thôi. Không, không. Em ơi, em nói thiệt nha. Để mất công chị vô nước biển nha. Dạ, em chào anh Trấn Thành. Em chào ban cố vấn. Dạ, em chào bạn nữ. Em tên là Hồng Anh. Hiện tại là em đang công tác tại khoa hiếm muộn và chung với anh Tiến. Dạ, em là đồng nghiệp. Dạ, bạn gái của anh Tiến.
Ông xin lỗi. Xin lỗi liền. Xin lỗi liền. Dạ xin lỗi. Đã kìa, lên đã lành rồi. Hơn lúc nào hết tôi cần cái đầm để che cái mặt tôi trong lúc này. Tôi không còn mặt mũi để nhìn ai nữa. Khánh Chi cho mượn cái đầm, múa lớn lẹ lên. Anh ơi, em là không có mặt mũi nào về Vĩnh Long. Không còn về Vĩnh Long nữa nghe chưa, Trà Ôn ơi. Trời ơi, nào là đồng hương, đồng cảm và đồng tình. Em, anh hỏi thiệt, anh biết chắc chắn nếu mà mọi người đã như vậy thì trong cả cuộc đời của em khi quen ảnh chắc cũng có nhiều người nói như vậy, đúng không? Dạ đúng, mà từ lúc mà vui quen nữa là em đã nghe rồi. Nhưng mà một thôi tự nhiên anh Tiến ngỏ lời là muốn tìm hiểu, cũng kiểu hơi phân vân. Nhưng mà quan trọng là em thấy con người anh Tiến tốt ngay từ đầu. Mình cảm giác được. Dạ đúng mày. Nên là em muốn tìm hiểu thử coi. Nhưng mà càng tìm hiểu em thấy anh Tiến là một người thật sự rất là ấm áp. Em của bên xăm 4 luôn không? Dạ không. Chứ em đâu? Dạ em tâm 3. Tâm 3, tâm 3 là đâu? Tiền Giang. Dạ không, không. Tâm 3 Sóc Trăng. Bày đặt. Em ơi, em không về được Vĩnh Long, em cũng không về được Sóc Trăng và Tiền Giang luôn nghe chưa? Rồi hai người quen nhau bao lâu rồi? Dạ hiện tại là đã hơn 2 năm. Tụi em có dự tính gì xa hơn chưa? Cái này phải để em nói ạ. Thực sự tụi em tính cưới hồi cuối năm ngoái rồi, nhưng mà do dịch bệnh á, nhiều người có nhu cầu có con mà không có được thực hiện á, thành ra sau dịch với mọi người đến khám điều trị nhiều quá, thành ra hôm nay không có thời gian. Ok. Thực sự là tại vì cái ngành của em gặp nhiều người như vậy thôi, chứ thực tế trong cuộc sống có hàng ngàn hàng vạn cái lý do để người ta hạnh phúc, chứ không phải là đứa con mới là lý do chính làm người ta hạnh phúc. Yeah. Và bạn bè em có rất nhiều người họ không có con nhưng họ thực sự rất là hạnh phúc. Không phải em đứng ở đây để em lan tỏa rằng là mọi người phải có con cho bằng được, bằng mọi cách. Cuộc sống mình phải hài lòng, mình phải cảm thấy rằng là mình đủ và mình thương nhau, như vậy là được rồi. Em cảm ơn. Rất thích tư duy của ông bác sĩ này. Thưa các bạn, tôi với bà xã tôi rất là hạnh phúc và vui vẻ khi chúng tôi vẫn như thế này. Rồi nhiều người cứ hỏi là sao Trấn Thành với Harry lấy nhau lâu quá rồi không có con. Thưa quý vị, mỗi người có một cái nhu cầu về hạnh phúc riêng. Có nhiều người người ta có con ta mới vui. Còn tụi tôi cảm thấy tụi tôi quá hạnh phúc rồi. Tụi tôi còn không đủ thời gian để sống với nhau nữa. Chúng tôi không cảm thấy việc có con hiện giờ là cần thiết. Quý vị có đứa con rồi, nếu quý vị thương nó thì không còn điều gì tốt hơn. Nhưng nếu như quý vị sinh một đứa con ra, mình không có đủ sự hy sinh thời gian để mình dạy dỗ nó nên người, thì điều đó có ý nghĩa gì ạ? Tôi thì tôi nghĩ như vậy. Cảm ơn bạn đã mang đến một thông điệp rất là hay. Bác sĩ, cho chị xin lỗi nha. Dạ không có sao đâu. Thấy thương quá đi. Rồi bây giờ bác sĩ ơi, cho cô gái của chúng tôi một lời nói gì đi ạ. À, hồi nãy thì anh đã nghe nói là em đã chịu rất nhiều cái sự tổn thương. Cuộc sống mà, vui buồn là chuyện mà chúng ta không thể tránh khỏi. Chúng ta không buồn chuyện này thì cũng buồn chuyện khác thôi. Và nếu như chúng ta biết nó là sự thật, chúng ta đối diện với nó, chúng ta nhận biết được nó, thì anh nghĩ rằng là sau này mình sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc dù nó có phong ba như thế nào. Cảm ơn anh. Tôi hiểu tại sao ổng nên làm trong cái khoa hiếm muộn ở cái đoạn tư vấn rồi. Nói chuyện rất là đắc nhân tâm, rất là thấu hiểu và góc nhìn rất là bao dung. Cảm ơn bác sĩ với những thông điệp rất là nhân văn và tích cực. Và cảm ơn hai bạn đã chọn tham gia chương trình của chúng tôi để nói lên những điều đó. Chúc cho hai bạn sẽ có một cái kết thiệt là đẹp như hai bạn mong muốn. Cảm ơn.